Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài phân tích bình luận của tác giả Thọ Nguyễn đăng trên trang Facebook cá nhân. Ukraine, cuộc chiến của lương tâm. Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin đã thay đổi thế giới. Mặc dù Putin coi đây là chiến dịch quân sự để duy giữ hòa bình, nhưng sự tàn bạo trong 9 ngày qua cho thấy đây là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm xóa bỏ một nhà nước, vẽ lại đường biên giới và chia lại lãnh thổ. Khác với mọi cuộc chiến tranh vũ khí thông thường, đây là cuộc chiến tranh công nghệ IT đầu tiên trong lịch sử. Hai bên đang tìm cách đánh vào các trung tâm dữ liệu và mạng của nhau. Trong lĩnh vực này, Ukraine không thua kém Nga như tương quan về quân đội và vũ khí. Đáng sợ nhất là cuộc chiến tranh mang dấu ấn hạt nhân không nói đến những lời đe dọa dùng bom hạt nhân của Putin, việc quân nga chiếm giữ khu vực nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và đang tiến đến các nhà máy khác của Ukraine khiến cả nhân loại lo sợ. Năng lượng hạt nhân chiếm 52% tổng sản lượng điện lực của Ukraine với 16 lò phản ứng lắp đặt trong bốn nhà máy. Hôm nay, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Zaporizhia đã bị tấn công, người ta không chỉ lo sợ vì Putin đang hành động như một kẻ mất trí, mà vì kẻ mất trí đó đang kiểm soát một thể chế độc tài và không ai quanh ông ta dám hé môi khuyên can. Mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh của Putin càng xa vời, thì viễn cảnh thảm họa hạt nhân càng trở nên nhãn tiền. Để diệt kẻ thù ở Chechnya hay ở Syria, Putin đã hủy diệt các thành phố Grozny, Aleppo, Homs cùng hàng trăm ngàn dân thường. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron hôm 3 tháng 3, Putin đe dọa rằng điều tồi tệ nhất còn ở trước mắt. Trong mọi cuộc chiến, hai bên đều phát động chiến tranh tâm lý, nhưng chiến tranh Ukraine là cuộc chiến tranh truyền thông ở mức độ khác thường. Tháng 8 năm 1965, Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng, bắt đầu trực tiếp tham chiến nhưng phải hai năm sau phong trào phản chiến ở Mỹ mới phát triển và năm 1968, những hình ảnh của cuộc chiến thảm khốc mới tạo ra làn sóng phản đối của thanh niên toàn châu Âu. Ngày đó, nhân loại chưa có khái niệm về livestream, về photoshopping. Mỗi đoạn phim từ mặt trận mất vài ngày mới lên được sóng TV ở Mỹ, Người miền Bắc chờ cả mấy tháng sau mới xem được những thước phim vượt trường sơn. Bom đạn của Putin vừa dội xuống các thành phố Ukraine rạng sáng ngày 24 tháng 2, chỉ mấy phút sau cả thế giới đã thấy những cái video live từ các mặt trận. Những người lính Nga trước khi chết còn kịp nhắn tin cho mẹ ở xa hàng ngàn cây số. Trên mạng xã hội tràn ngập tin tức thật giả lẫn lộn, cả hai bên đều sử dụng lợi thế của internet để tuyên truyền cho mình. Đáng nói là Internet của Ukraine vẫn hoạt động tốt ngay khi bom nổ gần nơi người được phỏng vấn. Mạng xã hội Việt thì tràn ngập các ý kiến và tin tức về cuộc chiến này. Trong khi chính phủ Việt Nam chỉ tuyên bố ba phải, không lên án ai, không ủng hộ ai, thì dân chúng và giới tinh hoa Việt chia thành hai phe đánh nhau trên mạng. Tôi không thể biết tỷ lệ trên toàn mạng, nhưng phần đông những người bạn Facebook của tôi đứng về phía dư luận toàn cầu, phản đối Putin xâm lược và ủng hộ nhân dân ukraine đang bảo vệ quyền tự quyết của mình ngược lại cũng có những ý kiến chủ yếu của các bậc được học hành thuộc tầng lớp tinh hoa thì lại đứng về phía putin coi việc ông ta đem quân sang ukraine là để bảo vệ nước nga trước đe dọa của nato tin giả và sự cường điệu tràn ngập cả hai phe. Bên này, ca ngợi tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine bằng hình ảnh của các nữ chiến binh xinh đẹp của các câu chuyện tình lãng mạn. Họ chế nhạo những cái chết thảm khốc của lính Nga. Trong khi những thanh niên mặc còn bụ sữa này bị đẩy vào chỗ chết là nỗi đau bất tận của các bà mẹ Nga. Họ lạc quan tiên đoán thất bại nay mai của Putin bởi hình ảnh các đoàn xe tăng Nga cháy rụi. Thực tế là sau những tổn thất của 8 ngày đầu, quân Nga đang thận trọng tiến chậm lại để đảm bảo khâu tiếp tế. Putin sẽ dần dần tung hết lực lượng dự trữ cho chiến dịch này đang còn nằm ở bên kia biên giới, quyết bao vây các thành phố lớn. Nếu cần, Putin sẽ đưa thêm hàng trăm ngàn quân nữa sang. Mục tiêu hủy diệt còn ở phía trước, tiềm lực chiến tranh của Putin hẳn còn nhiều. Phe ủng hộ Putin thì luôn tung ra lập luận Ukraine vì theo phương Tây mà buộc Nga phải đánh để bảo vệ an ninh của mình người hung hăng thì chế nhạo Zelensky là thằng hề bù nhìn của Mỹ, so sánh chế độ của Ukraine với Khmer Đỏ đáng bị xóa sổ. Người mềm dẻo hơn thì phán là chiến tranh luôn là do cả hai bên và là Zelensky cũng có lỗi vì đã không khéo léo với Putin. Họ binh vực việc Putin coi Ukraine là đe dọa nước Nga và quyết phi quân sự hóa nước này trong khi quân đội Ukraine không có nổi một cuộc phản kích nào bằng pháo binh, tên lửa hoặc không quân vào các căn cứ của Nga ở bên kia biên giới. Hải quân Ukraine hầu như không hoạt động. Thực tế, quân đội Ukraine so với Nga chỉ là một quân đội du kích. Cho đến nay, họ chống cự được với đại quân Nga chính là nhờ chiến thuật du kích bởi lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm. Ai đó ủng hộ Putin xóa bỏ chế độ phát xít Ukraine mà không biết rằng chỉ riêng cái việc anh hề Zelensky được bầu làm tổng thống trong một cuộc bầu cử đa đảng và việc chuyển giao quyền lực một cách êm đẹp từ cựu tổng thống Poroshenko, một nhà tài phiệt, đã chứng tỏ nền dân chủ bám rễ chắc chắn ở đó. Trong khi đó, Putin cầm quyền từ năm 2000 đến nay đã có lúc phải vờ, giả vờ làm thủ tướng để mà lách hiến pháp rồi thay đổi hiến pháp để có thể cầm quyền suốt đời. Nhà sử học người Mỹ Timothy Sidner từng nói là bước chuyển sang chủ nghĩa chuyên quyền cực hữu có lẽ là bậc thang cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Dù mới nghe thì thấy có vẻ rất quái gỡ. Chủ nghĩa chuyên quyền cực hữu chính là chủ nghĩa phát xít đó. Tập Cận Bình đã xây dựng chế độ này ở Trung Quốc, nhưng chưa ra tay. Putin đã ra đòn trước. Hành động này khiến NATO và Liên Âu đang chia rẽ bỗng đoàn kết trở lại. Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Orbán của Hungary, vốn bị coi là hai tay trong của Putin ở NATO và Liên Âu, cũng phải lên án cuộc xâm lăng này hai phe Dân Chủ và Cộng hòa ở Mỹ bỗng đồng thanh vỗ tay diễn văn của ông Biden về thái độ của Mỹ. Các ngân hàng Thụy Sĩ bỏ nguyên tắc trung lập từ hàng trăm năm nay để tham gia vào cuộc cấm vận các ngân hàng Nga. Chỉ 5 ngày sau khi Putin tấn công Ukraine, giới chính trị Đức, cả tả lẫn hữu, cùng nhất trí rũ bỏ chiếc áo vì quá khứ quân phiệt nên phải hòa bình mà họ nấp ở trong đó bấy lâu nay được tuyên bố cung cấp ngay vũ khí Made in Germany cho Ukraine và nâng ngân sách quốc phòng lên 100 tỷ euro, tức là 2,6% của 3.800 tỷ euro GDP. nghệ sĩ GC được coi như lãnh tụ của cánh tả, xưa nay vẫn binh vực Putin, thì nay đã quay sang lên án Putin cựu thủ tướng Schröder, bạn thân của Putin, có chân ở trong công ty dầu khí quốc gia Rosneft đang bị dư luận Đức lên án vì không rời bỏ các chức vụ ở Nga. Câu lạc bộ bóng đá BVB Dortmund đã tước thẻ hội viên danh dự của Schröder. Liên đoàn bóng đá Đức và ngay cả đảng SPD đã ra tối hậu thư cho kẻ ngậm miệng ăn tiền này. Ví dụ của Đức và muôn vàng ví dụ nữa từ thể thao, nghệ thuật, kinh doanh đều cho thấy cuộc chiến tranh Ukraine còn là cuộc chiến tranh của lương tâm, của cái thiện chống cái ác. Các lý lẽ về dân chủ, về NATO, về lịch sử nước Nga Ukraine, về xung đột lãnh thổ thời Liên Xô khó có thể thống nhất được vì đó là nhận thức là lý trí. Con người ngoài lý trí còn có lương tâm. Người lương thiện không thể binh vực việc dùng bom đạn tàn phá một nước không hề và cũng không bao giờ đủ sức đe dọa mình lương tâm trong lành không thể binh vực các cuộc ném bom vào dân thường việc một quốc gia lựa chọn thể chế cũng giống như con người ta lựa chọn lối sống vậy nếu ông bố chỉ vì sợ con mình cũng bị lây cái thị hiếu nhạc rock và cách ăn mặc diêm dúa của con nhà hàng xóm thì nên đóng cửa lại và dạy con mình cái trò khác bản sắc dân tộc hơn nhưng nếu lấy cái cớ chơi với tây là đe dọa tao để mà tràn sang đốt nhà và tàn sát gia đình hàng xóm thì đó là tội ác người có lương tâm phải biết phân biệt thiện ác anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của tác giả thọ nguyễn cũng như chương trình của tâm thức việt ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau